Chào mọi người, thì mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team Cao Vinh Kiển. Thì cái bài đốm rong là nó ngay cái tên là biết liền rồi, nó do một loài rong có tên là Cephalerus viresen gây ra. Thì cái này nó gây bệnh rất phổ biến cây có múi nha. Rồi ngồi cây có múi rất nhiều cây khác nhổ chôm chôm hay là những cây ăn quả khác đều bị hết. Thì cái mà nó xuất hiện ấy thì trên thân này, cành này, lá và vỏ trái cũng thấy, nhưng mà vỏ trái thì ít hơn. Thì trên thân và cành thì lúc đầu với bệnh nó chỉ là những chấm màu xanh nhỏ, sau đó nó lớn dần và nó có hình tròn, hình bầu dục. Thì mọi người nhìn ảnh là mọi người có thể thấy rất rõ. Thì và đặc biệt nhá, trên cái vết bệnh, vết loang đó là chúng ta thấy có những cái lông tơ rất mịn màu xanh rêu. Và dưới vết bệnh nó có màu đỏ gạch cua đấy. Thì nay người ta mới gọi là bệnh đốm rong, kiểu rong rêu ấy. Thì nếu mà bệnh nặng ấy thì những cái thân này, cành này làm cho vỏ cành bị nứt luôn. Rồi sẽ cay, khi vỏ cành bị nứt thì mọi người biết rồi, nó không ở chuyện chất dinh dưỡng được thì từ cây nó sẽ bị yếu, cây mất kiểng. Còn trên lá nó đó, mọi người thấy này, là những cái đốm tròn thì nó nổi lên, nó mà bị rồi nha thì sau một thời gian thì sao lá sẽ thô cứng và rụng, mà lá mà đã rụng ấy thì cây nó không quang hợp được, không có gọi là tổng hợp chất dinh dưỡng được, thì cây nó sẽ co cặp cái mất kiểng thế thôi. Thì đặc biệt cái đặc điểm của bệnh đốm rong này đấy là nó một loại rong mang tay, thì mọi người biết là rong rêu hay thứ nấm này kia nó thích độ ẩm, vì cái lý do đấy nên là mùa mưa, chỉ có thể là mùa mưa là độ ẩm nó quá cao, thì điều kiện thuận lợi cho mấy cái lò này nó phát triển thôi, nó đơn giản như thế thôi. Và khi mùa mưa thì độ ẩm trong vườn cao này, rồi đặc biệt cái hợp mà cái vườn nào mà gọi là không chăm sóc cẩn thận ấy, là phân bón phân không có đầy đủ, cây nó yếu, sức đề kháng yếu, thì nó còn dễ bị bệnh này hơn nữa. Thì nó dễ bị bệnh hơn, mà vùng mùa mưa nữa thôi coi như là cây nó, đặc biệt vào mùa mưa chúng ta thấy rất nhiều cái loại này. Rồi thì chúng ta biết được cái nguyên nhân của nó và cái câu mà gây ra cái bệnh này, chúng ta sẽ biết được cách khắc phục. Thì mình biết là biết được nguyên nhân rồi, là do cái loài rong này, rong gây ra thì nó thích hợp ở cái nhiệt độ ẩm cao. Thì chúng ta biết điều đó nên chúng ngay từ quy hoạch ban đầu là chúng ta, cái vườn chúng ta là không được trồng cái cây quá dày với nhau, vì dày với nhau là nó thoáng khí kém và độ ẩm mà mùa mưa nó cao nữa, gây ra nấm bầy loại này phát triển rất là nhanh. Rồi vào mùa mưa thì vì cái lý do như thế nên chúng ta phải tỉa cành tạo tán, lưu tâm vào cái mùa mưa rất nhiều để cho cái vườn mình nó thoáng khí, nó thông thoáng hơn, ánh nắng nó chiếu vào được. Thậm chí không có ánh nắng thì nếu mà trời không mưa thì nó vẫn thoáng khí, nó không có độ ẩm cao quá thì nó lại gây cái bệnh này phát triển thôi. Và các cành bị bệnh thì chúng ta phải tỉa tiêu hủy ngay. Rồi cái cuối nữa đó là gì, là chúng ta phải chữa từ bên trong, đó là tăng sức đề kháng, bón phân đầy đủ cho cây trồng. Thì cây trồng khỏe, nó giống như người ấy, thì nó sẽ tăng hệ thống miễn dịch lên, thì bệnh sẽ khó mà tấn công vào chúng ta được. Đó, cái đó là một cái cách phòng từ thứ ba. Ok, thì đấy là clip mình giới thiệu về các bạn đốm rong trên cây có múi và cách phòng trừ luôn nha mọi người. Thì hẹn gặp mọi người ở những clip sau của mình nha. Chào mọi người nha.